ngày 4 tháng 1 năm 2017, tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ khai mạc, kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa. Sau những lời chào mừng của Đức giám quản Luce, cha Thomas Nguyễn Tiến Hạnh, chánh văn phòng tòa giám mục Thanh Hóa công bố sắc lệnh tổ chức năm thánh của tòa ân giải tối cao. Đức giám quản Luce chính thức công bố khai mở năm thánh, kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận. Thánh lễ tiếp tục với lời khai lễ của Đức Hồng Y Phêrô, ngài ngỏ lời chúc mừng Đức Tổng Giám quản Luce cùng toàn thể giáo phận Thanh Hóa trong ngày hồng phúc khai mở năm thánh và mời gọi mọi người cùng dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Các đoàn thánh tâm giáo xứ Hòn Gai dưới sự hướng dẫn của cha xứ Đa Minh Nguyễn Trấn Hưng đã long trọng tổ chức mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Sự kiện trọng đại này diễn ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2017. Trong ngày vui này, các đoàn thánh tâm được hân hoan đón Đức cha Luce đến chúc mừng và chủ sự thánh lễ tạ ơn. Đức cha Luce hướng cộng đoàn chiêm ngưỡng một ca đoàn tuyệt hảo, đó là ca đoàn các thiên thần trong đêm Chúa giáng trần với bài hát Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lời hát tuy đơn sơ nhưng lại diễn tả nội dung chính của chương trình cứu độ, sứ điệp tin mừng, tôn vinh Thiên Chúa và mang lại bình an cho chúng sinh. Đây cũng là nội dung của các bài thánh ca được vang lên trong phục vụ. Đức cha mời gọi mỗi ca viên hãy mang tâm hồn trong trắng đơn sơ của các thiên thần để lời ca tiếng hát làm sáng danh Chúa và đem lại ơn cứu độ cho con người. Niềm vui của ngày kỷ niệm 25 năm thành lập là nguồn khích lệ lớn lao để ca đoàn thánh tâm bước tiếp những bước đi thật đẹp trên con đường phục sự Chúa và phục sự cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát của mình. Ngày 3 tháng 1 năm 2017, niềm vui của những ngày đầu năm mới, giáo phận Vĩnh Long đã long trọng cử hành thánh lễ phong chức phó tế cho quý thầy đại chủng viện Thánh Quý. Sau những năm tháng tu học cũng như giúp sứ, chín thầy được gọi lên hàng phó tế trong thánh lễ chuyển chức. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ tế thánh lễ phong chức phó tế. Cùng đồng tế với Đức cha Phêrô có Đức ông Banabe Nguyễn Văn Phương, Đức viện phụ đan Phêrô Trần Như Hảo, đan viện Sito Phước Vĩnh cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Trong bài chia sẻ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm mẹ Maria đã thực hiện lời của thiên thần đặt tên cho con trẻ, tên mà chính Thiên Chúa đã chọn. Giê-xu nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Mẹ Maria và Thánh Luce đã kêu mang đấng cứu độ, ân sủng, lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong năm mới này, chúng ta phải tự hỏi chúng ta phải làm gì với cái tên mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Chúng ta có khao khát làm cho danh xưng phó tế hay Kitô hữu, hay chúng ta làm ô danh nó? Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện cho quý thầy lãnh chức phó tế hôm nay, thầy phó tế Giacobbe Trương Minh Phi đại diện cho quý tân chức ngỏ lời cảm ơn Đức cha, Đức ông, Đức viện phụ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thánh lễ kỷ niệm 18 năm hồng ân giám mục, 52 năm linh mục và 80 tuổi đời Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, được mừng trọng thể tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Phú Cường vào lúc 10 giờ 30 ngày 3 tháng 1 năm 2017 trong bầu không khí thánh thiết và ấm cúng. Đức cha Luce Nguyễn Tấn Tước nhấn mạnh trong bài giảng: "Hãy ca tụng và tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng nhân hậu lớn lao của Ngài dành cho chúng ta qua dòng lịch sử nhân loại, qua bài phúc âm Marco, Chúa chữa lành bệnh và anh ta muốn theo bước Ngài để tỏ lòng biết ơn, Ngài từ chối. Bởi sự sâu nhiệm của lòng Chúa thương xót được thể hiện qua sự cố gắng từng ngày của mỗi người, cao giao danh Chúa giữa muôn dân như một minh chứng tình yêu." Đức cha Luce cùng quý cha đồng tế chân thành tri ân Đức cha Phêrô vì những thành quả Ngài đã làm cho giáo phận Phú Cường. Hình ảnh Đức cha Phêrô giữa linh mục đoàn như một ân phúc mà Thiên Chúa ban cho giáo phận. Xin Chúa ban cho Ngài sức khỏe, tiếp tục đồng hành trong công tác mục vụ trên cánh đồng truyền giáo cho danh Chúa được cả sáng. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2017, tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc khóa 10 Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Trong bài giảng lễ, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi chia sẻ: "Khi lãnh nhận chức linh mục, các tân chức trở thành những Auto Christus, tức những Kitô khác, để thực hiện vai trò thực tế của người. Thiên chức linh mục được gắn liền với sứ mạng của Đức Kitô, được sức dầu và sai đi giữa trần gian để thi hành sứ mạng của Đức Kitô.
Thiên chức linh mục là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho những kẻ Ngài tuyển chọn. Hồng ân đi trước mọi công nghiệp của con người. Vì vậy, mỗi linh mục cần phải khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là con số không, không vênh vang tự phụ vì tài năng hay đức độ của mình để yêu sách hoặc đòi hỏi, nhưng hết mình phục vụ Thiên Chúa và giáo hội của người. Chiều cùng ngày, các tân chức sẽ dâng thánh lễ đầu đời linh mục tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn để cầu nguyện cho giáo phận, các ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.